Hôm nay mình nhận được cái tin là trong nước Việt Nam lộn xộn mấy bữa lại, chứ không phải là hôm nay nữa, là rất là lộn xộn vụ đổi tiền ha. Không có biết là tiền nhà băng nó không có cho rút ra, với lại có nhiều người bị mất tiền khi mà ra ngoài ATM rút tiền á, thì không có còn tiền nữa, hoặc là vô nhà băng rút không có được. Thành ra rất là nhận được nhiều tin lắm, nhưng mà không có biết là cái tin nào hết. Để mà ai cũng kêu mình đã nói, thì bữa nay có một cái em á, nó nhắn vô nói là bên Việt Nam bây giờ có tiền đô giả nhiều quá. Thành ra nhờ chị là chỉ cách dùm, cách phân biệt của tiền tiền giả tiền thiệt ha. Cái này đúng là mình nói là 2 tháng trước rồi, là bị có hẹn là lên làm livestream để mà nói về tiền thiệt tiền giả, nhưng mà lúc đó cái Facebook bị mất. Thì bữa nay mình chỉ nha. Nếu mà những cái cửa hàng buôn bán đâu đó, thường thường người ta xài cái counterfeit, cái giấy counterfeit ha, để mà phân biệt tiền giả tiền thiệt. Nhưng mà giờ nè, mình đưa 2 tờ tiền này nha. 2 tờ này là 10 đô. Ok, 10 đô. Các bạn có không có thể nào phân biệt là 2 tờ tiền này có một tờ giả hay là tờ thiệt, không có biết được đâu. Cái nhìn với lại 2 cái tờ tiền này là hoàn toàn không có biết được là tờ nào giả, tờ nào thiệt ha. Nhưng mà cái tờ thiệt lúc nào nó cũng nặng hơn cái tờ giả hết trơn á. Tờ này là tờ giả nè, mình đã ghi rồi, fake. Ok, tờ này là tờ thiệt ha. Ông này nhổng lên. Ok, tờ này thiệt, tờ này giả. Cái tờ thiệt lúc nào nó cũng nặng hơn hết đó. Bất cứ cái tờ tiền thiệt nào của mình nó cũng nặng hơn cái tờ giả hết đó. Cái tờ giả mặc dù nó in rất là tinh xảo, thấy không, nó in rất là nghệ thuật nè, nó không có thấy, mình không có biết được đâu là tiền thiệt hay tiền giả đâu. Rất là hay ha. Cái tiền thiệt á, của mình lúc nào nó cũng nặng hơn á. Nếu mà mình cầm quen rồi đó thì mình sẽ phân biệt được là cái tiền thiệt lúc nào nó cũng nặng hơn cái tiền giả. Lúc nào nó cũng nặng hơn hết ha. Còn có nhiều cách là mình phân biệt, nhưng mấy bạn ai cũng biết cái này là nhìn lên là thấy cái lằn chỉ hay là cái lằn nào đó. Cái lằn chỉ á, là mình đã biết liền ha. Còn bằng không counterfeit, cái giấy mà counterfeit á, mình chỉ cho coi này nha. Nếu mà cái tiền thiệt á thì nó sẽ ra cái màu vàng rất là lợt, còn cái tiền giả nó sẽ ra cái màu nâu đậm, cái màu nâu rất là đậm ha. Để mình thử cho cái tờ giấy này đi, tờ giấy trắng cho mấy bạn thấy rõ hơn này nha. Ở đây cái tiền, cái này là thường thường trong ngân hàng, với là những cái chỗ mà buôn bán lớn đó, người ta nhận tiền đô nhiều á, người ta sẽ biết liền à, cái tiền thiệt cái tiền giả. Đây. Mình để một tiền ha, mình đặt cho coi này nha. Nhìn cái counterfeit pen, thấy chưa, nó ra màu nâu rất là đậm, còn cái tiền, còn tiền thiệt nó sẽ không có màu mà bạn thấy đâu, nó là màu vàng rất là lợt ha. Nó sẽ ra cái màu nâu đậm giống như vậy nè. Thì 2 cái tờ tiền nãy mình dùng 2 cái tờ 10 đô ha, 2 cái tờ 10 đồng luôn, một tờ thiệt và một tờ giả. Thì các bạn coi này nha, để 2 tờ này đi, để như vậy nè. Rồi bắt đầu mình gặp nha. Các bạn thấy rõ không? Cái tờ thiệt ở trên nó sẽ là cái màu light yellow, còn cái màu ở dưới nó sẽ là màu màu nâu đậm á, dark brown. Thấy rõ ràng 2 cái khác nha ha. Thì những cái tiền khác nó cũng y chang vậy á, mình để lên mình sẽ coi mình biết liền nè. Cái này là thường thường mấy cái ngân hàng hay là cái chợ mà người ta buôn bán mà người ta nhận được tiền mặt nhiều á, thì ai cũng phải có cái này hết á, là để. Còn người thân dân thường mình ở ngoài mình không có biết đâu, thấy không, tiền giả nó sẽ ra cái màu đậm, tiền thiệt nó chỉ là cái màu rất là lợt nè, cái màu vàng rất là lợt nè, thấy chưa. Các bạn sẽ không có thấy rõ, không có thấy mà nó ra màu đậm, màu đậm là tiền giả. Còn như mà nếu mà mình là người thường dân thường á, mà không có cái cây viết á, thì mình sẽ làm cách nào mình biết được là tiền giả hay tiền thiệt nha. Tiền giả nó lúc nào nó cũng nhẹ hơn, nên nhớ là mình cầm cái tờ tiền giả lên, nếu mà cầm thường á, thì bạn sẽ biết liền à, là cầm lên nó sẽ rất là nhẹ. Còn tiền thiệt lúc nào nó cũng nặng hơn á, mặc dù 2 tờ giấy thôi nhưng mà nó cũng có một cái sự khác nhau. Bất cứ tờ tiền thiệt nào á, mình không có cây viết, mình không còn con mắt thường mình nhìn không có thấy đâu, nhưng mà cái ngón tay mình sẽ biết được ha. Rồi lên cái áo của cái hình á, nghe này nha, nó sẽ rough, nó sẽ có cái lằn á, mình feel được, mình nhám, sẽ rất là nhám.
nghe rõ ha. Tiền thiệt nó không, tiền giả nó không có, tiền giả nó sẽ bằng với nhau như một cái tờ giấy bằng nhau gì đó, mình không có feel được cái gì hết trơn á. Mình không có feel được. Tiền thiệt tờ giấy nào nó cũng có đó. Rồi lên cái áo của cái mấy ông president á. Xin, các bạn nghe ha. Còn tiền tiền giả là nó hoàn toàn không có luôn. Mình rồi nó không có. Thành ra bất cứ cái gì nếu mà các bạn không có cái giấy hay là mình nhìn con mắt thường mình không có biết đâu, nó làm rất là tinh, nó tinh xảo lắm, mình nhìn không có biết là tiền nào thiệt tiền nào giả đâu. Chỉ có khi nào mà ai mà xài nhiều quá mình cầm lên là mình phải biết liền à. Tờ một đồng cũng có. Rồi lên cái áo của mấy cái ông này nè là mình biết được là cái tiền nó thiệt hay giả liền à. Chỉ có tiền thiệt nó mới có thôi. Đó là bất cứ thằng nào đó là cách đơn giản nhất để phân biệt tiền giả tiền thiệt ha, ai cũng có thể phân biệt được hết trơn á. Thường thường thì họ chắc 100 đồng hả, nhưng mà ở những cái nước nào mà họ xài những cái tiền lẻ thường đó, chiến ngô là người ta thường là cũng xài những cái tiền rất là nhỏ, nhưng mà nhiều cái tiền 100 đô á, tiền 100 đồng á thì nó là những cái nước mà ở nước khác người ta xài thường thôi, nhưng mà những cái trong cái nước mà người ta xài mỗi ngày là người ta xài tiền nhỏ. Bởi vì á thường thường là cái giấy á, trong những cái chợ á họ sẽ dùng cái giấy họ check cái tiền lớn từ 50 cho tới 100 thì họ check thường, thường ra nó dễ phát hiện ra lắm. Mình đã thấy tờ giấy 100 đồng giả rồi, nhìn vô là biết liền à, tại vì mình nhìn rất là thường, cái màu xanh nó đậm hơn nhưng mà nó cũng in ra rất là tinh xảo lắm, nhưng mà tự nhìn thường thì mình nhìn biết liền. Nhưng mà 100 đô á thì cũng vậy nữa. Cứ rờ đi ha. Cái áo của mấy cái ông này nè là cái tay của mình rờ vô á nó sẽ phát hiện được liền à. Nếu mà cái tay của mình á mà mình rờ vô nó không có nhám á là tiền giả nha. Còn cái tay mình rờ vô mà nó nhám rất là rõ. Nếu mà nó không có nhám đủ rõ là phải cẩn thận lại, coi kỹ lại. Đó là nói về tiền. Còn hôm nay có một cái tin tức nữa ha, để mở cái tin tức đó ra đọc cho mọi người nghe. Tin tức ở Bến Tre. Ok, một tin tức ở Bến Tre nha. Nhà cầm quyền đang lấn chiếm đất của bà con. Có một số người Tàu ở trên tỉnh mở một căn cứ bí mật gì đó, không cho ai vô, chỉ có họ biết thôi. Và họ rất mờ ám, nói chuyện tiếng Việt rất giỏi, sẽ không ai nhận ra họ là người Tàu. Bà con ở xã An Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre nhận lệnh từ nhà cầm quyền sẽ giải tỏa và mỗi nhà có lấn sâu vô trong cỡ 8 mét tới 10 mét đất. Vậy là nhà người ta chỉ bằng cái toilet, có nhà lấn tới đất mồ mả luôn. Người dân đang la làng ở dưới, mà ở dưới người Tàu tràn lan nhiều lắm rồi chị ơi. Rồi còn một cái tin nữa, em này là ở ngoài Vũng Tàu ha, em này đang ngoài Vũng Tàu. Bây giờ tiền cái tin nó không ra nó nhiều quá. Đại khái là em này làm ở trong cái chợ Lô Thê Mốt ở ngoài Vũng Tàu á, là em nó nói là ở ngoài đó dân Trung Quốc đi ra vô mua đồ rất là nhiều và họ rất là ngang ngược phách lối lắm, mà xài tiền giả quá trời luôn. Thành ra mọi người cẩn thận tiền giả tiền thiệt, nhất là tiền Việt Nam á, nó giả thiệt thì bây giờ nó trước sau giờ nó cũng sẽ đổi tiền. Bây giờ là tới Tết, trễ nhất là qua Tết Việt Nam. Thành ra mọi người cẩn thận cái này ha. Nếu mà rút được tiền từ từ thì là rút. Thanh Lân là nhân viên ngân hàng sao có tiền giả để phân biệt vậy? Thì có một thời gian mình mỗi ngày đều phải ngồi đếm tiền, thành ra phân biệt tiền thiệt tiền giả liền. Nhưng mà thường thường là chỉ có cái tờ giấy 10 đô này là mình giữ lại đặng kỷ niệm chơi thôi, để cho mà chỉ cho mọi người ai mà không có biết phân biệt tiền thiệt tiền giả thì mình giữ lại mình chơi thôi. Nhưng mà lúc trước mình đã thấy qua tờ giấy 100 với tờ giấy 50, những cái thứ đó thì lúc mà mình phải báo cáo, mình phải gồm
làm report liền, bằng không là mình cũng có tội trong đó, thành ra những cái tờ lớn thì mình phải báo cáo liền, tại vì xài quen rồi tự nhiên cái nhìn phân biệt được liền chứ không có gì hết. À, có một thời gian thì lúc nào cũng kiếm cũng cũng ngồi đếm tiền, còn bây giờ thì không có đếm nữa, bây giờ là qua internet, tại vì mình forex exchange, không biết kêu cái đó là cái gì, nhưng mà đại khái cho mọi người coi thôi. Muốn cái này mình đang nghiên cứu chơi thôi nha, nhưng mà mấy bạn cũng đừng có chơi nhiều quá không có tốt. Đó là cái phân biệt tiền giả tiền thiệt. Còn ở có nhiều vụ là đang cưỡng đất, chiếm đất của dân, nhất là ở ngoài Bến Tre. Mình nghe nói là mình cũng mới vừa nói chuyện với một người bạn khác nữa, là hình như là tụi Trung Quốc nó sợ là chiến tranh ở bên Trung Quốc với lại Mỹ hay sao á, nó chạy qua bên Việt Nam mình, nó mua đất, mà nó mua đất mà nhà nước thì lại lấy đất của dân bán, lấy đất trả tiền nhân rất là rẻ, bán sẽ cất mấy cái building, mấy cái nhà condominium hay là townhouse, mấy cái nhà mà chung cư á, là để bán lại cho tụi Trung Quốc. Thành ra nó vô nó lựa những cái khu đất tốt, những cái mặt tiền hay là những cái gì đó, nó sẽ đuổi, nó đẩy người dân ra. Nếu mà người dân bây giờ mà cũng còn im lặng nữa là coi như là mình không có chỗ sống luôn á, mình không có chỗ để ở luôn đó. Thành ra hả, mà thấy hình như là hôm nay, không biết bên Việt Nam mình bên hôm nay là mấy Tây, mới coi cái video clip là ngày 28 tháng 12, có nghĩa là hồi sáng này phải không, là có người ở ngoài ra ngoài Formosa biểu tình, thì mình cảm thấy tại sao không có ai mà đứng lên cùng một lượt, phải mọi người đứng lên cùng một lượt đi thì mình mới đổi được cái tình thế. Bây giờ là cái đất nước của mình là bị chiếm tùm lum rồi đó, nếu mà mình không có cái gì mà đứng lên, hay là không có một cái cuộc đảo chánh nào đó đó, thì nhất định mình sẽ mất nước. Bởi vì á, mấy bữa nay mình lên trên online á, mình kiếm nhiều tin tức lắm. Bây giờ là ngày 29 hả? Vậy là có nghĩa là ngày hôm qua rồi. Vì bên đây vẫn là còn ngày 28 Tây, thành ra không có biết là bên Việt Nam là ngày mấy Tây, chỉ biết là cách nhau 12 tiếng, thì mình chỉ biết là 12 tiếng vậy thôi. Bên đây sáng rồi bên đó tối. Nhắc đến chung quần què là mất ăn mất ngủ. 2 ngày nay là mình cũng mất ăn mất ngủ đó. Là tại vì lên online đọc những cái tin tức rất là buồn. Những cái bài viết á, là nói về cái hiệp định mà nó giao bao nhiêu biển đảo vào năm 2020. Rồi có nhiều cái tin tức lắm, đọc hoài mà cũng thấy là nước của mình nó không còn của mình ở đâu, nếu mà người dân không có tiếp tục suy nghĩ mà đứng lên cứ im lặng đó. Thì ở Bến Tre người ta nói là không có ai đụng chạm, Formosa đâu có đụng chạm gì tới người ta đâu, nó đụng chạm ở miền Trung không, mà những cái lũ lụt hay là những cái cá độc hay là bị nhiễm độc gì nữa là biển độc này nọ là của ngoài miền Trung. Bây giờ nó tới Bến Tre rồi đó, bây giờ nó vô tới Bến Tre, nó cướp đất của người dân rồi đó. Rồi xong rồi bây giờ cái công ty gì mà làm xử rác gì đó của Trung Quốc nó vô tới Cần Thơ rồi, mà một khi mà nó vô mấy cái đó là nó xả rác nữa, là coi như dòng nước ngọt của mình chết luôn. Nếu mà dòng nước ngọt của mình chết là thôi, nguyên cái nước Việt Nam mình là chỉ có chắc đi ăn mày hết quá. Bây giờ là người dân đã thử coi gạo đã xuất cảng qua bên những cái nước khác mà nó còn trả về rồi, cá biển xuất khẩu ra quanh bên Mỹ nó cũng trả về luôn, thì người dân ăn lại toàn đồ độc hại đó, nó đồ độc người ta không nhận vô thì nó đem trả lại về nước, mà đem trả về nước thì nó đem đi đâu, nó đâu có dục cho chỗ nào đâu, nó sẽ bán cho người dân ăn lại thì người dân sẽ bị trúng độc lại, không có còn đường để chọn nữa đâu. Các bạn mà cứ đợi nữa là mình không có cái cơ hội để sống nữa, trước sau gì mình cũng bị tiêu thôi, thà là đứng lên để mà giành lại, còn có con đường sống, mình có con đường chọn lựa, chứ mình không chỉ có một con đường thôi là không có con đường sống nữa. Nhà máy giấy ở Cần Thơ, Cần Thơ, đúng rồi. Coi nhiều tin tức quá, bây giờ không có biết cái bên nào là bên nào nữa. Thì cái đây là hôm nay là chỉ là làm ngắn gọn nói về tiền thôi ha, nhớ nha, không có cây diếp. Bất cứ tiền nào nó cũng có, tờ nào 1 đồng nó cũng có nè. Cái này là thiệt nè ha.
Còn cái này là giả nha, không có. Cái này chỉ giữ lại chơi thôi, chỉ giữ một tờ này thôi, chứ mà giữ những cái tờ lớn là FBI tới hỏi chuyện đó. Thành ra chỉ giữ một tờ này chơi thôi, nhưng mà mình đã hỏi qua rồi, được xin phép rồi mới được giữ đó. Chứ bằng không là mình phải đi làm report cái tờ này luôn. Bất cứ tờ nào các bạn rờ vô nó cũng có hết nha. Phải rờ thiệt là kỹ, rờ chậm thôi mà ráng lắng tai nghe là nó có cái sự ấy nè. Mọi người, cái clip mà mình đã lên cách đây 2 tháng nói là nước Việt Nam sẽ đổi tiền hoặc là nó sẽ làm bất cứ cái gì nó chiếm tài sản của người dân đó, mà hình như là không có thấy ai quan tâm hết. Thành ra mình nghĩ là đã thất bại khi mà truyền cái tin tức đó ra rồi, nhưng mà không ai quan tâm hết. Thành ra nghĩ là thôi các bạn cố gắng đi nha. Một lần này thôi là tiền giả tiền thiệt, với lại nha, chính phủ sẽ, nó rất là, chính phủ sẽ khai phá sản, mà khi chính phủ khai phá sản thì những cái nhà băng nó sẽ phá sản luôn. Một khi nhà băng phá sản là các bạn không còn cái đồng nào trong nhà băng đâu đó. Mình đã từng chứng kiến qua hồi lúc nhỏ ở Sài Gòn, lúc đó nhỏ lắm, ở ngay đầu đi vòng vòng ở chợ Bà Triệu, lúc mà nó đổi tiền á, lần cuối cùng vừa rồi đó là không biết năm nào, năm 85 hay là 83 gì đó, không có nhớ, lúc đó nhỏ lắm, không có nhớ, mà đi lang thang ở trong chợ Bà Triệu thấy người ta thảy tiền tùm lum, mà có người tự giận ngay trước mặt mình là gì, không có tiền của người ta nguyên một bao luôn mà không có xài được đó. Thành ra mình nhớ cái cảnh đó, mình không có muốn ai bị như vậy đâu. Thành ra ai ghét cũng được, mình vẫn lên nói, không có cần biết là người nào ghét hay là người nào thích hết trơn á. Nhưng mà chỉ là nghĩ là mình làm được cái gì thì mình làm thôi. Đừng có, thà là mình tin có hay là tin không đi, đối với tụi cộng sản này mình đừng có tin bao giờ, tin nó hết trơn á. Nó làm nhiều chuyện lắm rồi, các bạn thấy đó, bây giờ dân quan thế, everywhere, chỗ nào cũng thấy dân quan, nó muốn vô, nó cướp đất của người ta là nó chỉ cướp thôi. Rồi nó giờ nó nhà băng, biết bao nhiêu nhà băng, bây giờ ai mà lấy tiền, hình như là cái người bạn của mình ở trên Facebook cũng mới message qua nữa, là có người nào đó gửi 400.000 euro trong cái company nào đó không biết, mà gửi 400.000 euro mà bây giờ rút ra cũng không có được luôn, cũng không có, cái gì cũng không có hết. Mà nếu mà kiện người này thì nó đẩy qua người khác, nó đẩy người cao hơn, nó đẩy người thấp thêm. Tiền của mình thì không thấy mà mình phải lo mệt mỏi, mình đi kiếm cái tiền của mình lại, hoặc là mình phải mướn luật sư nữa. Thành ra các bạn cũng nên khuyên gia đình hoặc là khuyên hàng xóm của mình nên cẩn thận cái này ha. Giúp được ai thì mình giúp thôi, nhưng mà nhất là về tiền bạc nên nhớ lấy ra, lấy tiền đô, hoặc là nếu mà mua tiền đô thì chắc chắn mình đã chỉ qua rồi, không thể nào mà mua được tiền giả nha. Nếu mà không chỉ thì mua tiền giả thì mình không có dám nói gì hết, nhưng mà đã chỉ qua rồi thì chắc chắn không thể nào mua được tiền giả. Còn em nghe lời chị, em rút hết tiền ra rồi. Nếu nợ ngân hàng thì sao hả chị? Nợ ngân hàng á, cộng sản mà em nợ nó 1 đồng nó cũng đòi em thành 10 đồng, nó cộng tiền lời lên nữa. Thành ra hả, cái đó chị không có biết, cái đó chỉ là nói chơi thôi. Nhưng mà cái đó là chị không có biết, chị không ở trong Việt Nam, thành ra hoàn toàn không có biết là nó phải làm gì hết đó. Nhưng mà chị biết chắc chắn là nó sẽ, chính phủ Việt Nam sẽ phá sản. Nếu mà nó phá sản, nó sẽ cho nhà băng tuyên bố phá sản. Ngày xưa chị ở ngay trước cổng nhà, ngay đối diện luôn đó, là Ngân hàng Thương tín Việt Nam. Tới cái ngày nó đổi tiền hả, nó không có báo cho ai biết đâu. Lúc mà nó báo xong xuôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, người ta còn đang xếp hàng dài như nè, là nó kéo cái cửa ngân hàng lại, là người ta chỉ có đứng đập cửa ngân hàng rồi khóc lóc thôi, chứ không có làm được gì đâu. Thành ra mọi người cẩn thận nha. Chị hôm nay nói tới đây thôi, là tại vì tiền bạc thì mọi người mọi ý, nhiều lúc người ta nói là ngân hàng người ta tin hơn, có tiền lời hay là cái gì đó mà nó không có được. Còn bây giờ thì mình không có tin đâu. Nếu mà là tiền của mình thì mình rút ra, với lại con số lớn mà thấy hình như là nó chiếm bao nhiêu người rồi đó, bao nhiêu người lên lên trên video đã nói rồi, là có nhiều cái tin tức là nó nhà băng ăn cắp tiền của dân đó, nó sẽ cướp, là tự nhà băng là do chính phủ nó đứng ngoài sau, nó thao túng hết đó, không có phải như những cái nước khác đâu. Chẳng hạn như bên Mỹ thì nó nhà, những cái nhà băng là có Federal Reserve hết, phải không? Nếu mà nhà băng bị phá sản thì người dân vẫn còn có tiền, còn bên Việt Nam nó không có đâu, thậm chí Central Bank nó còn không có, Central Bank nó cũng đâu có đâu. Thành ra tiền của mình rút ra, mình mua vàng hoặc là mua ngoại tệ. Nhưng mà các em gái mới nói là mới chạy ra ngoài mua ngoại tệ á, thì hiện tại bây giờ á, là nó nói là xin nói là tiền đô á, thì nó có thể có giả rồi, nhưng mà cái tiền bảng Anh ở bên Việt Nam
nó chưa có, thành ra thì cái em gái đó nói là có thể mua bản Anh bảo đảm hơn, nhưng mà chị không có biết là cái thị trường bên Việt Nam hiện tại bây giờ làm sao. Nhưng mà giá chợ đen á là nó nói, xin nói là 30.000 một một đô, còn bản Anh là 29.000 là giá, không phải là chợ đen. Thành ra cái kinh tế Việt Nam bây giờ nó rất là hỗn loạn, rồi người dân sẽ bị rất là hoang mang, bị nó sẽ làm như vậy cho người dân quên hết, để mà nó cho những cái thứ khác ra, chẳng hạn như giờ nó đi chiếm đất người dân mà người dân cứ lo ôm tiền hoặc là cái gì không, mà không có lo đánh lại cái nó ra một chiêu là rất là nhiều thứ để cho người dân không có cái gì để mà suy nghĩ là nên đánh trả cái gì, hay là nên cản cái gì, hay là nên làm cái gì, nó sẽ ra một lượt. Bây giờ cho tới Tết Việt Nam thôi, không có xa đâu, mọi người nên cẩn thận ha, cái gì mà cẩn thận được thì cẩn thận, bởi vì nếu mà cần phải đứng lên đánh trả lại, nhất là bây giờ nó đang chiếm đất một cách trắng trợn như vậy ở Bến Tre vậy á, thì mọi người nên đứng lên ha. Ok, cảm ơn mọi người nha, bye bye.